Đố con biết nay mẹ con đi đâu? Mẹ con đi đâu? Hẹn ăn chưa? Đi hẹn ăn chưa? Đố con biết cô tên gì? Cái gì? Rồi giờ cô thường hỏi này, ví dụ giờ mẹ con có thêm một người bạn nữa, mai mốt về sống chung với tụi con thì tụi con chịu không? Dạ chịu. Lý do tại sao chịu? Tại vì có nhiều người sẽ vui hơn. Có nhiều người là sẽ vui hơn. Con trai thì sao? Giờ thí dụ như mẹ có thêm người bạn nữa về nhà ở chung với tụi con chịu không? Rồi con có thương người ta không? Đó, giỏi quá. Vanessa Kadra, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Trường thì em cũng đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Và một lần ly dị. Cái lần ly dị đó có nằm trong cái mối tình đó không? Dạ không. Thôi bây giờ mình tập trung mình kể cái mối tình mà ly hôn trước đi, tại cái đó là quan trọng ha. Cái mối tình đó mình là quen được bao nhiêu lâu? Một năm mà chị. Nói chung mâu thuẫn về kinh tế, là lúc đó là em đang thất nghiệp. Thất nghiệp sau khi đã kết hôn hay là trước khi kết hôn đã thất nghiệp rồi? Sau khi kết hôn. Bạn cũng nói là làm một tháng để nuôi cho gia đình, cả gia đình bên em á. Em cảm thấy vậy là tự ái. Dạ. Trời đất. Nhưng mà ai là người đề nghị ly hôn? Vợ đề nghị ly hôn á. Là... à vợ em đề nghị hả? Có con chưa? Dạ chưa. À cũng may là mới có một năm. Mới có một năm, đâu có nhiều khi người ta có bầu rồi mới cưới đương chi, hoặc là khi cưới về người ta đẻ liền chứ bộ cái chuyện con cái đâu có nói được. Dạ. Dạ. Rồi sau đó là em có thêm một mối tình khác nữa. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Kéo dài cũng một năm. Rồi lý do sao chia tay luôn? Bị cắm sừng. Bị cắm sừng. Cắm sừng mà em phát hiện hay là người ta nói hay là? Em phát hiện. Hôm đó thì đáng lẽ là đi chơi với em nhưng mà bạn ấy kêu có việc bận. À. Thì em biết thì là đi chơi với người khác. Sao em biết được vậy? Thì, em rình hả? Thì em thấy tặng quà. Em thấy tặng quà. Người ta tặng quà sao em thấy? Thì có đưa khoe cho em mà kêu là tự mua nhưng mà em nói là ta quà các bạn biết rồi. Rồi ai đề nghị chia tay? Thì bạn đó. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi ông này mai mốt chọn lựa cho kỹ nha, không biết số em sao luôn á. Tại là em đang sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Là bây giờ mai mốt lấy vợ về nữa là cũng về nhà sống nữa làm dâu đúng không? Dạ muốn làm dâu thì làm dâu, còn không là ở riêng. Ở riêng rồi có điều kiện ra riêng không? Dạ có. Ai có, em có hay là chờ vợ em có? Em có, ba mẹ em có. À ba em có, ba mẹ em có. Là cái vụ ly hôn á là cách đây bao nhiêu năm rồi? À, 7 năm, 8 năm. À lúc đó không có phải không? Dạ. Rồi tới phiên em, tình trường sao lụa? À, chuyện tình của em thì luôn cái cuộc hôn nhân của em là em quen ba người. Cũng hôn nhân, cũng ba người. Dạ. Giống bên đây vậy. Vậy cái hôn nhân là cái thứ mấy? Dạ cái đầu tiên. Đầu tiên cách đây bao nhiêu lâu rồi em? À em kết hôn năm 2010. Thì em có hai bé. Mấy năm trước, có nghĩa lúc đó em mới 25 tuổi thôi. Dạ đúng rồi. Một bé lớn 9 tuổi và một bé trai 8 tuổi. Lý do tại sao chia tay? Cái cục hôn nhân nó kéo dài bao lâu? Cũng hơn 3 năm. Em kết hôn năm 2010. Thì sau đó em sinh hai bé, là một bé gái năm 2011 và một bé trai 2012. Sau này thì lúc mà em sinh bé trai á thì có mẹ chồng ở quê Nghệ An vào ở chung với vợ chồng em. Thì tụi em cũng ở cách nhà ngoại cỡ 12 cây số. Mẹ chồng ở chung thì nói chung là mình khác vùng miền, khác quan niệm sống, cũng hay gây áp lực. Chồng cũ và mẹ chồng thì quan niệm là chuyện con cái, gia đình, nhà cửa là của phụ nữ. Nhưng mà trong khi em cũng đi làm, công việc em có nhiều lúc cũng phải tăng ca cho kịp báo cáo nữa. Mà lúc đó em mới sinh đứa thứ hai thì cũng còn mới, nhưng mà nói chung là chồng không có hỗ trợ kinh tế mấy. Nên em cũng quyết định ly hôn. Là em là người chủ động quyết định ly hôn, rồi anh đồng ý luôn. Dạ, lúc đó bé lớn thì gần 3 tuổi với bé nhỏ vừa được 1 tuổi. Sau 6 năm ly hôn thì hiện tại em cũng có nhà kế ba mẹ. Có nhà đi em rồi. Em cũng lo được cuộc sống của ba mẹ con. Phụ nữ đơn thân nuôi hai đứa con mà đi làm rồi có nhà, có cửa, xe cộ là quá giỏi. Thấy ghê không? Thấy nể không? Nể. Nhưng mà rồi sau đó có những mấy mối tình sau thì sao? Cũng không tìm ai cũng được. Cũng quen hai người bạn nhưng mà công việc người ta không ổn định á. Có một anh ở ngoài miền Bắc nữa nên em thấy xa xôi, đi lại đồ cũng khó khăn nên em không tiến tới. Em có quan niệm về tình yêu như thế nào? Đã tiến tới kết hôn á thì hai người nên đặt cái trách nhiệm lên trên hết, sống là phải có trách nhiệm với nhau, là phải biết chia sẻ cảm thông với nhau. Nếu mà mình có cái gì không thoải mái hoặc là cảm thấy không hài lòng ở đối phương á, mình có thể chia sẻ một cách thẳng thắn, không để mà cứ im im rồi cái mối mâu thuẫn nó càng ngày càng lớn. Anh thì dở đọc suy nghĩ của người khác, cứ thấy cái gì cứ nói ra là mình giải quyết được nhau, mình giải quyết nó dễ hơn. Nãy em có nói là nếu mà được với nhau á thì nếu mà có sinh con nữa thì phải đủ, rồi bao nhiêu là đủ? Vấn đề ở đây á, em không yêu cầu cái người đó thu nhập cao hơn em hay là nhà cửa phải giàu có này nọ, nhưng mà mình ở cái mức trung bình
là nếu mình sinh con là mình phải chuẩn bị kinh tế tốt, chứ không phải là đẻ thì cứ đẻ rồi tới đâu hay tới đó. Em cũng đã có hai con rồi nên em cũng muốn nếu mà trường hợp mà mình có thêm con nữa thì mình phải lo được cái kinh tế cho cả ba con. Anh có ngại không nếu mà mình tiến tới được thì em hy vọng anh chuyển lên Bình Dương sống được không ạ? Bình Dương ngay chỗ gần trung tâm thành phố mới, dạ. Thì ở đây mình cũng có nhiều khu công nghiệp à. Nếu mà qua được qua đó ở thì anh làm ở Biên Hòa cũng gần, đi cũng phải 30-40 phút chứ mấy. Dạ. Tại công ty của anh thì nói chung anh cũng có suy nghĩ nhưng mà không được. Nói chung anh cũng quan trọng chỗ đó. Ôi, ở anh không biết nào đó trò chuyện không. Ở ngoài thấy mấy đứa nhỏ nó ham quá trời rồi kìa, mà không để không ăn ngồi cho hai đứa con ăn. Hai con ơi, vô đây với cô Tường, nhanh. Em Hải chào cô, chào chú đi. Chào cô, chào chú đi. À, chào em, để nói chuyện hai nhỏ này chút nha. Hồi nãy giờ con hai đứa ngồi dưới có nghe mẹ với chú này nói chuyện không? Không nghe gì trơn hả? Đố con biết nay mẹ con đi đâu? Mẹ con đi... đi đâu? Hẹn ăn chưa? Đi hẹn ăn chưa? Đố con biết cô tên gì? Cái gì? Rồi giờ cô Tường hỏi này, ví dụ giờ mẹ con có thêm một người bạn nữa, mai mốt về sống chung với tụi con, thì tụi con chịu không? Dạ chịu. Lý do tại sao chịu? Tại vì có nhiều người sẽ vui hơn. Có nhiều người là sẽ vui hơn. Con trai thì sao? Giờ thí dụ như mẹ có thêm người bạn nữa về nhà ở chung với tụi con với con chịu không? Còn rồi con có thương người ta không? Đó, giỏi quá, tốt rồi. Hello, chào bạn, rồi bắt tay cái nha. Mình tên gì? Em tên Thành chị. Nãy giờ Thành nghe câu chuyện của hai bạn này, Thành thấy sao? Thấy hai bạn thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, nhưng mà thấy cái tính, cái tình hai bạn có thể tương đồng nhau á. Tại độ nóng tính thì ai cũng có, nhưng mà đề về trách nhiệm gia đình thì bạn em thì nó thể đảm nhận được cái yêu cầu của bạn gái đưa ra. Bạn em có tật xấu gì không? Nó thì có tật xấu là không ai quản nó thôi. Vậy lúc không ai quản thì nó xấu cái gì? Đi chơi suốt thôi, đủ thứ trò để chơi vòng vòng thôi, chứ nói chung là không gì nữa gọi là quá xấu. Nó những nhờ chơi giải trí giống như hồi xưa có. Có chơi game chơi giết gì không? Game thì nó không chơi, có mình em chơi thôi. Trời ơi. Em là game thủ thôi. Trời ơi, đừng có rủ bạn chơi xấu nha. Em nhận xét như thế nào về lựa? Cách lựa thì thẳng thắn giống như lúc đầu bạn nói thì nói chung về khi bạn đã có gia đình thì cái độ suy nghĩ của bạn về cuộc sống nó chín chắn hơn hẳn. Ừ. Hẳn hơn rất là nhiều các bạn nữ hiện giờ. Rồi, bây giờ bên đây, hồi nãy giờ cái chú này nè, chú nói xấu cái chú mà này quá trời luôn. Bây giờ tới phiên con là con nói xấu mẹ, mẹ có những tật xấu gì? Là mẹ hay la, tại trong con đi. À, mẹ hay la, này tại này nó quậy phải không? Đứng quay vô sao đứng quay ra ngoài vậy? Nó không nghe mẹ. Không nghe mẹ. Mẹ có quýnh không? Có. Rồi, còn mẹ còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Ở nhà mẹ có nấu ăn cho tụi con không? Thỉnh thoảng thì có, còn lại là ngoại con nấu, bởi vì mẹ con nấu trễ, không kịp nấu rồi. Đi làm về trễ nên không có kịp nấu phải không? Mai mốt về có cái chú kia kìa, chú về chú ngủ chung là chú chơi với tụi con. Mẹ con không có thời gian chơi, mai mốt chú đó chú chơi với tụi con. Chịu không? Yeah đi, yeah. Mời hai đứa con ra ngoài chơi đi, chút xíu nữa ăn bò. Rồi, cảm ơn bạn nha. Tôi nói con nít nó rất là dễ thương, mình nói chuyện mình chơi với con nít cái mình cũng trẻ theo ra luôn. Bởi vậy tôi, tại sao mà mọi người nói tại sao tôi thích quen người trẻ tuổi hơn? Phụ nữ thành đạt nên quen với người trẻ tuổi hơn, tại vì mình sẽ trẻ theo.